Mến chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục là mình lát cái gạch ở phòng phòng sảnh nha cô chú anh chị và các bạn. Thì một cái phòng sảnh này thì nó có diện tích nó rộng, bề ngang nó là 6 mét, chiều dài là nó 8 mét nha. Thì ở đây là mình lót gạch là 60 nhân 60. À, thì mình cũng chia sẻ những clip trước đấy, thì cũng lát gạch cũng sử dụng làm một cái máng ngăn cưa tiếp tục luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Cũng cái khu vực này thì mình lấy mặt bằng rất là chuẩn, nên mình không có dùng máy laser nữa nha. Thì ở đây là laser là mình lấy một cái phòng nào nó chuẩn rồi thì mình lấy theo cái mực mặt bằng đó, mình sẽ tiếp tục mình làm theo chứ không có sử dụng máy laser như ở công trình hay công trường gì nha. Thì ở đây mình sẽ lót cái phòng này nó không gian nó rộng á, thì mình lấy một cái đường gạch đầu tiên mà nó cho nó chuẩn dài cho nó chuẩn luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái nó chuẩn xong thì mình sẽ lấy một cái đường ngang thì mình dán tiếp tục là mình lót tiếp tục là từ trong ra ngoài, để có những cái chỗ để mình để hồ để gạch để mình sử dụng á. Thì mình thi công mình kéo máng ngăn cưa thì cho nó chuẩn một đường, rồi sau đó một đường ngang. À, một đường ngang mình lấy cho nó chuẩn thì mình lấy theo cái chỉnh đó rồi mặt bằng đó theo những cái cạnh góc của gạch 60, tại vì gạch này là nó cũng gạch đá nhưng nó cũng rất là chuẩn, nên mình lấy theo cái mặt bằng đó thì sẽ mình lát một cái đường ngang qua, mình cứ lấy theo đó đi ngang qua thì nó sẽ thẳng ra ngoài tới mặt cửa luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video của mình thấy có hay và hữu ích, nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like luôn nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm nha.